Nay sư sẽ giảng một bài pháp có chủ đề là đi chùa được lợi ích gì. Mọi người đi chùa thì luôn luôn có cái tâm mong cầu cho mình được những điều tốt đẹp, như là mong muốn cho mình được sống lâu, được mạnh khỏe trong cuộc sống, luôn gặp những điều tốt lành, an vui, tránh những cái rủi ro, tránh những cái điều tai nạn, tránh được những vận hạn, tránh được những khổ đau, đạt được cái sự an vui. Đấy là cái mong muốn của người đi chùa. Vì vậy cho nên là mình mới đi chùa để lễ Phật, để mình cầu mong được những cái điều ấy. Mà nếu như một cái người mà cầu mong đúng thì mình sẽ đạt được những cái điều như mình mong cầu. Còn nếu như mà mình không biết cách cầu mong, hay là mình lại cầu mong sai, thì mình sẽ không đạt được những cái điều đó. Vậy nên là đi chùa đôi khi cũng có lợi ích. Lợi ích thì rất nhiều, lợi ích thì rất lớn, nhưng nó tùy vào từng người, cái sự hiểu biết của mỗi người mà đạt được cái sự lợi ích khác nhau. Có những người thì đạt được những cái lợi ích rất là lớn, có những người thì đạt được những cái lợi ích rất là nhỏ bé, tầm thường. Vậy thì nó tùy vào cái sự hiểu biết mà cái người ấy sẽ đạt được những cái lợi ích khi mình đi chùa lễ Phật. Thì nó cũng giống như là người ta đi vào trong một cái núi vàng để người ta tìm kiếm những cái châu báu, những cái vàng bạc châu báu. Nhưng mà ở trong đấy thì vàng, sỏi, châu báu, đất đá lẫn lộn với nhau. Cái người nào thông minh, trí tuệ, khôn khéo, khôn ngoan thì người ta vào, người ta sẽ lượm được những cái vàng bạc châu báu người ta đem về. Còn những cái người nào dại dột, ngu si thì sẽ toàn đem đất đá về mà thôi. Cũng như vậy, với một cái người đi chùa mà có trí tuệ, mình sẽ tạo ra được rất nhiều phước báu và sẽ đạt được rất nhiều những cái điều an vui. Còn với một cái người mê muội, với một người tà kiến, với một cái người vô minh, không có trí tuệ mà đi chùa, thì mình sẽ chẳng mang lại được cái lợi lạc gì đáng kể, hoặc là nó có thể có những cái lợi ích nhưng nó rất là ít ỏi, nó rất là tầm thường, rất là nhỏ bé. Vậy cái lợi ích nó sinh ra từ đâu và cái bất lợi nó sinh ra từ đâu? Cái lợi ích ấy nó sinh ra từ cái trí tuệ hiểu biết của mình. Với một người khi mình bước chân vào cửa chùa, mình thắp một nén hương dâng lên kính lễ Đức Phật. Và với một cái người mê, người ta sẽ nghĩ rằng Đức Phật là một đấng thần tiên, là một vị có thần thông quảng đại. Vì ấy sẽ nghe được những điều mình khấn cầu, mong ước, khấn nguyện, cầu mong cho Ngài phù hộ độ trì cho con năm nay được gặp nhiều những cái điều may mắn, có nhiều tài lộc, có sức khỏe, cả nhà được bình an, yên ổn, hạnh phúc, an vui. Và có thể rồi mình sẽ dâng những cái gì đó nên mình cúng Phật, và mình nghĩ rằng Phật sẽ vì cái lễ của mình, vì cái sự cầu xin của mình, và có thể ban được cho mình những cái mình mong cầu ấy. Thì với một cái người có cái tâm lý như vậy thì cái người đấy đang không lễ đúng Đức Phật, mà đang đảnh lễ một vị thần tiên, một vị thần linh. Và cái phước này nó sẽ khác. Cái phước mà mình cúng lễ một vị thần linh, một vị thần tiên, nó sẽ khác với cái phước này kính lễ một vị Phật. Bởi vì một vị thần linh có thể còn tham sân si, nhưng Đức Phật là bậc không còn tham sân si. Và với một cái người nào mình có cái tâm thành kính, cung kính đảnh lễ cúng dường đến một cái bậc không còn tham,
không còn sân, không còn si, thì cái công đức phước này của mình nó sinh ra. Còn nếu như mình có cái sự cung kính đảnh lễ cúng dường đến những người còn tham sân si, đến những vị thần tiên còn tham sân si, thì công đức phước lành ấy không có nhiều. Nó có nhưng nó ít, nó không lớn bằng một bậc không còn tham sân si. Vậy mình muốn có công đức, muốn có phước lành, khi mình chắp tay kính lễ Đức Phật thì mình cần phải, mình nhìn lên tượng Phật, ban thờ Phật ấy, mình phải hướng tâm đến và một cái bậc thánh nhân đã đoạn trừ được phiền não, đã đoạn trừ được tham nam, tham dục, đã đoạn trừ được sân hận, ác ý, đã đoạn trừ được ngu si, tà kiến, si mê. Đấy, vì cái đức hạnh ấy cho nên xứng đáng để cho thế gian cung kính, xứng đáng để cho thế gian đảnh lễ, xứng đáng để cho thế gian cúng dường. Mình hiểu được như vậy, trong tâm mình đảnh lễ cái tánh vô tham, vô sân, vô si ấy của Đức Phật. Chỉ cần mình hiểu được như vậy thôi, đấy là thiện tâm hợp trí tuệ. Đấy là cái trí tuệ, là cái sự hiểu biết đúng của mình. Chính vì cái sự hiểu biết đúng ấy, cái tâm thiện tâm trí tuệ ấy là cái tâm cao thượng, là phước lành cao thượng. Vậy thì nhờ cúng dường cái Phật, mình cúng dường Phật cái gì không quan trọng, mà quan trọng là cái tâm của mình có hiểu đúng về Phật hay không. Mình hiểu đúng về Phật thì có phước này. Mình hiểu sai thì cái phước của mình nó sẽ nhỏ bé. Mình hiểu đúng thì cái phước của mình sẽ to lớn, thù thắng. Đấy là cái tại sao có những người đi chùa, người ta lễ Phật, người ta lại đạt được những cái điều mà người ta mong muốn, mà có người không đạt được. Vấn đề nó ở chỗ đấy, nó ở cái sự hiểu biết này. Đấy, cái người mà mình hiểu đúng Đức Phật ấy, rồi mình thắp một nén hương cúng Phật thôi, cũng có phước. Mình chắp tay, mình cúi đầu, mình đảnh lễ Phật thôi, cũng có phước. Mình dâng một bông hoa, hay một cây đèn nến, hay là một trái cây, hay là vật thực gì đó nên cúng dường Phật, thì công đức của mình nó sinh ra từ đó. Mình phải hiểu rằng Đức Phật là một bậc có trí tuệ, giác ngộ. Cái gì Ngài cũng biết, cái gì Ngài cũng thấy. Ngài không phải là những người phàm phu bình thường như là mọi người ở trên đời. Mình có rất nhiều thứ mình không biết. Tại sao mình lại gặp những cái chuyện khổ đau như thế này? Tại sao mình có nhiều phiền não như thế này? Khi cha mẹ chưa sinh ra thì mình ở đâu? Kiếp trước mình là ai? Tại sao mình lại sinh lại làm người nam? Tại sao lại sinh làm người nữ? Tại sao lại có người trí, có người ngu? Tại sao lại có cái người sống lâu, người chết sớm? Tại sao có người an vui, người khổ đau? Tại sao có người đẹp, người xấu? Tại sao có người trí, người ngu? Tại sao có người ốm đau, người khỏe mạnh? Nó rất nhiều những cái điều bí ẩn mình không biết, chỉ có Đức Phật mới biết thôi. Vì khi chết rồi, những người đã tự chết rồi sẽ đã đi về đâu? Và sau này mình chết, mình sẽ đi về đâu? Ông bà tổ tiên mình chết rồi đang ngự ở đâu? Đấy là những cái mình không biết, nhưng Đức Phật thì biết. Vì vậy nên Đức Phật là bậc thấy mọi thứ, biết mọi thứ. Vì vậy tất cả những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển là đúng với sự thật, là đúng với chân lý, là những điều mình đáng học hỏi, là những cái điều mình cần phải tin tưởng, là những cái điều mình nên y cứ, nên nương tựa, nên thực hành theo. Như vậy mà mình mới theo được cái con đường của Đức Phật đi đến an vui thoát khổ đau. Đức Phật là bậc có lòng từ bi vô lượng. Ngài thấy những cái con đường gì có lợi ích cho bản thân mình thì Ngài cũng chỉ dạy cho con đường đi đến lợi ích ấy cho tất cả mọi người. Chứ Ngài không phải là cái người hẹp hòi ích kỷ, thấy cái này có lợi cho mình mà lại không muốn nó đem lại cái lợi ích ấy cho người khác. Chứ không phải như người đời, mình biết làm cái này có lợi cho mình chỉ có cái sự ích kỷ có lợi ích cho mình thôi, không muốn có người khác có ích lợi như mình. Đức Phật thì khác. Đức Phật có cái lợi ích gì, Đức Phật đều muốn cho tất cả chúng sinh được cái sự lợi lạc ấy, đều được cái sự an vui ấy. Và những cái con đường gì đi đến khổ đau
thì Đức Phật bảo đừng có đi con đường ấy, đừng làm việc ấy, vì con đường ấy là nguy hiểm. Thì thật sự con đường ấy là nguy hiểm. Vì vậy Đức Phật đã bảo mình không nên làm cái gì mà mình cố tình làm, thì sau này mình chịu khổ đau, đừng có trách Phật. Còn Đức Phật bảo mình nên làm cái việc gì thì mình hãy nên làm việc ấy, mà mình không làm việc ấy thì sau này mình sẽ không thể thoát ra khỏi cái sự khổ đau ở trong cái cuộc sống, ở trong cái thế gian này được. Thế là vì cái lòng từ bi của Đức Phật, vì cái trí tuệ của Đức Phật như vậy, cho nên mình cung kính đảnh lễ cái lòng từ bi và cái trí tuệ của Đức Phật, để Đức Phật chỉ dạy cho mình những con đường an vui, là bậc giác ngộ, là bậc đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp, đã tích lũy nhiều công đức, nhiều phước lành. Vì vậy cho nên mình cung kính đảnh lễ cái công đức, cái phước lành của Đức Phật. Vì mình có cái sự hiểu biết như vậy, có cái tâm thành kính như vậy, mà mình tạo ra được công đức, được phước lành cho chính bản thân mình. Mà còn đối với những người si mê ở trên thế gian, thì khi đi chùa mình không biết được, mình không hiểu được những cái chân lý, những cái sự thật ấy, và sống theo cái quan điểm, những cái tư tưởng ở ngoài thế tục. Như là người ta sẽ đi chùa để người ta biết, để người ta xem năm nay mình có sao tốt hay sao xấu, phải đi cúng dâng sao giải hạn, mình biết là năm nay có sao xấu chiếu mạng, và năm nay cái tháng này là cái tháng hạn, tháng này là cái tháng xung, năm xung tháng hạn, năm vận hạn, tuổi vận hạn, có cái ngày tốt, tháng tốt, giờ tốt, ngày thì đấy là cái người sống theo cái pháp thế tục, sống theo cái pháp thế gian. Những cái pháp ấy không phải là cái pháp của bậc giác ngộ, mà đấy là cái pháp của những người si mê, đấy là pháp của những người vô minh tà kiến. Còn cái pháp của Đức Phật thì Đức Phật dạy rằng không có cái ngày nào là cái ngày tốt, ngày xấu, không có sao tốt, sao xấu, không có tuổi tốt, tuổi xấu, không có giờ tốt, giờ xấu, mà chỉ có những việc tốt, việc xấu mà thôi. Cứ cái hôm nào mà mình sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay là nói những lời độc ác, chia rẽ, nhảm nhí, phỉ báng, mắng nhiếc, thì hôm đấy, cái ngày đấy là ngày xấu. Cái năm nào mà mình tạo ra được nhiều cái công đức phước lành, như là cái năm nào mình biết nghe giảng pháp, biết tu tâm, biết tạo cái phước lành, thì đó sẽ là năm tốt. Còn cái năm nào mình tạo ra nhiều tội lỗi thì đó mới là năm xấu. Vậy thì nên Đức Phật dạy rằng ngày nào hành thập thiện ấy là ngày cát tường, ngày có sao vận lành, có bình minh tốt đẹp, có tỉnh giấc an vui, mỗi giờ phút hưng thịnh, mỗi giây khắc hanh thông, cúng dường vào phạm hạnh là tế tự nhiệm màu. Trong những ngày như vậy có hành động chân chánh, có lời nói an lành, trong sáng là ý nghĩ, ba hạnh nghiệp thanh tịnh, thời mà đạt nhiều lợi ích, được lợi ích an vui, vô bệnh hằng an lạc, tấn tu trong pháp Phật. Thì cái pháp của Đức Phật dạy là như vậy. Cứ ngày nào thân mình không làm ác, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, thì đó là thân không làm ác. Ngày nào khẩu mình, cái lời nói của mình không nói ra những lời ác, không nói những lời sai sự thật, dối trá, tức là không nói náo, không nói lời độc ác chia rẽ, không nói những cái lời phù phiếm, không nói những cái lời phỉ báng mắng nhiếc, thì đấy là khẩu mình không nói ra những cái lời tội lỗi, thì đó là ngày tốt. Ngày nào mà trong tâm của mình không có tham lam, không sân hận, không si mê tà kiến, vậy thì ba nghiệp được thanh tịnh, thì đấy là ngày tốt, đấy là tháng tốt, đấy là năm tốt, đấy là giờ tốt. Với một người Phật tử hiểu đạo, sống đúng với cái pháp giác ngộ của Đức Phật, khi làm một cái việc gì đó sẽ không chú trọng rằng năm nay là cái năm có làm được hay không, năm nay là cái năm tốt năm xấu, sao tốt sao xấu, hay là cần phải làm cái chọn ngày, chọn tháng, chọn năm. Ví dụ như là cưới hỏi cũng phải đi xem ngày, xem giờ, xem tháng, xem năm.
thậm chí chết rồi cũng phải xem là giờ nào mới vào được quan tài, giờ nào mới đem đi chôn, ngày nào mới có thể khánh thành, ngày nào mới động thổ, ngày nào mới làm cái gì, đi xem. Đi xem những cái đấy thì đấy là cái pháp của người mê, của người đời. Còn với một cái người ngộ đạo, một cái người giác ngộ, thì khi mình làm một cái việc gì đấy, mình muốn cho cái công việc ấy tốt, thì hôm ấy mình hãy thọ trì. Con sẽ không sát sinh, con không trộm cắp, con không tà dâm, con không nói dối, con không uống rượu. Mình hãy học đạo tu tâm, tức là tụng kinh lễ Phật, cúng dường tam bảo. Xong đó rồi hãy làm việc đấy, thì cái việc đó sẽ là việc cát tường. Cái ngày hôm đấy sẽ là ngày cát tường, cái ngày hôm đấy sẽ là ngày tốt đẹp. Vì mình tạo ra những cái công đức, tạo ra những cái phước lành, rồi mình mong muốn cho việc của mình làm nó được những cái điều tốt lành. Thì tốt lành nó sinh ra từ những cái hành động ấy, từ những cái lời nói, từ những cái ý nghĩ tốt lành, chứ không phải là nó sinh ra từ đất trời. Không phải là hôm nay là cái ngày tốt giờ tốt, tốt giờ tốt đấy mà mình làm cái việc xấu, mà hôm đấy mình sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì nó sẽ là cái ngày đen đủi, nó sẽ là một cái ngày có nhiều vận hạn, sẽ là một cái ngày có nhiều nguy hiểm. Vậy thì với một cái người hiểu đạo, sống với đạo, là cái người ấy sống với nhân quả, sống với nghiệp và quả của nghiệp. Mình tin rằng mình làm những cái việc tốt thì mình sẽ luôn gặp những điều tốt. Cái người nào làm những cái việc xấu thì sẽ gặp những cái việc xấu. Chứ không có cái chuyện ở đất trời, không phải là cái cuộc sống khổ đau hay an vui của mình, nó do đất trời mang lại. Đất trời này rất là công bằng, coi ai như ai hết, cùng là một cái bầu trời mặt đất này, không có cái ngày tốt ngày xấu, mà chỉ có con người tốt người xấu mà thôi. Chỉ có cái việc tốt việc xấu, có cái lời nói tốt xấu và có cái ý nghĩ tốt xấu đấy. Vậy thì cái người Phật tử, một cái người học đạo, không chú trọng xem những cái tư tưởng, không chú trọng vào những cái tục lệ ở cái ngoài thế tục, đó là xem ngày giờ năm tháng tốt xấu, mà chỉ xem cái tâm tốt tâm xấu, lời nói tốt xấu và việc làm tốt xấu, nghiệp thiện nghiệp ác mà thôi. Hôm nào mình tạo, mình có tạo ra được những cái thiện nghiệp hay mình tạo ra ác nghiệp mà thôi. Vậy cho nên vì ở trong cái cuộc sống thế gian, mình sẽ rất dễ tạo ra những tội lỗi ác nghiệp. Và khi đi đến chùa, mình có thể dễ dàng học được những cái pháp Đức Phật sẽ chỉ dạy cho mình tránh được những cái điều tội lỗi và làm được những cái việc lành. Vì vậy cho nên mình đi đến chùa là để học đạo, để mình biết, nhận định, phân biệt được cái việc nào là cái việc thiện, việc nào việc ác, việc nào việc tốt, việc nào việc xấu, cái cách nào nó sẽ đem lại đến cái sự an vui, cái con đường nào đưa đến khổ đau nên thì nên từ bỏ, con đường nên đến an vui thì nên thực hành theo. Đấy là cái lợi ích của cái người đi chùa là như vậy. Giống như là một cái người nông dân khi ra ngoài đồng ruộng, người ta trồng cấy, người ta phải trồng cấy thì người ta cần phải gieo những cái hạt giống, rồi người ta khởi lên cái tâm mong muốn. Có những người muốn có được mùa màng tốt tươi thì người ta có thể trồng những cái hạt thóc, thì sau này người ta sẽ gặt hái thóc lúa, người ta sẽ là do người ta gieo cái nhân của những cái hạt giống ấy. Người ta muốn đậu thì người ta gieo hạt đậu, người ta muốn trồng dưa thì người ta gieo hạt dưa, người ta muốn ăn táo thì người ta gieo hạt táo, ăn xoài người ta gieo hạt xoài. Thì đấy là khi mình muốn có được những cái quả như thế nào, mình phải gieo cái nhân tương tự như thế vậy thì mình mới đạt được cái quả. Nhưng mình mà không có nhân thì nó sẽ không có quả. Chứ nếu như một người ra một cái mảnh ruộng, mình cứ ngồi đấy mình cầu xin là quả ơi, thóc lúa ơi, dưa cả ơi, xoài táo ơi, hãy mọc lên, hãy cho ta quả, thì không bao giờ có. Cũng như thế với một người đi chùa, mình cứ đi đến mình chỉ cầu thôi,
Phật ơi, ban cho con được sống lâu, cho con được giàu có, cho con được tài lộc, cho con tránh được vận hạn, cho con được những điều an vui, cho con được những cái phước này này kia. Mình cầu xin như thế thì cũng giống như người ra ngoài cánh đồng cầu không ấy, không bao giờ được. Nhưng cái này nó lại là tâm lý của tất cả mọi cái người, đa số mọi người đời ở trên đời, người ta đi khắp nơi vào những cái dịp đầu năm hay là mà những cái ngày lễ hội, người ta đi đến các cái nơi thờ tự, người ta cầu khấn như vậy, người ta van xin như vậy, người ta nghĩ rằng thần linh như vậy, thánh thần như vậy sẽ ban được cho người ta những điều ấy. Người ta chỉ cầu quả mà người ta không gieo hạt giống, người ta không trồng nhân. Vì vậy cho nên người ta cầu gì mà anh chẳng bao giờ có. Người ta cầu hoài cầu mãi, năm này qua tháng nọ, cầu từ trẻ đến già, rồi cầu từ già đến chết, chết rồi vẫn cầu tiếp. Con cháu thì vẫn cầu, cầu hoài cầu mãi, cầu có được gì đâu mà cứ cầu. Nhưng mà với một cái người biết gieo hạt giống thì dầu chẳng cầu thì cái hạt đấy nó cũng tự cho ra cái quả ở tương lai mà thôi. Nên Đức Phật mới cho mình được cái những cái điều như mình mong cầu ấy. Đức Phật mới dạy mình là không sát sinh, có cái lòng từ ái đối với tất cả chúng sinh, không làm khổ tất cả chúng sinh, thì người ấy sẽ luôn được mạnh khỏe, sẽ tránh được những cái rủi ro tai nạn, tránh được những chiến tranh dịch bệnh, tránh được những thiên tai, tránh được những cái kẻ thù, những cái oan trái với mọi chúng sinh trên cuộc đời. Vì vậy luôn luôn được an vui, luôn luôn được sống lâu. Vậy cho nên cái pháp đi chùa là để mình thọ trì những cái giới hạnh, những cái giới luật mà Đức Phật đã truyền trao, đã giảng dạy. Thì Đức Phật là một bậc thầy, là bậc đạo sư, là người chỉ đường. Chứ Đức Phật không phải là một đấng thần linh và có quyền năng để ban tài ban lộc, mà Đức Phật chỉ dạy cho mình cách tạo ra tài lộc. Vậy thì mình phải tạo ra tài lộc bằng những cái hành động, lời nói và ý nghĩ của chính mình. Phật bậc thầy chỉ đường, và mình tôn thờ Đức Phật là để mình tưởng nhớ đến một cái vị thầy có trí tuệ, có đức hạnh ấy. Đấy là để mình học hỏi những cái đạo lý và sống theo cái lời dạy của Đức Phật, và mình sẽ đạt được sự an vui. Mình muốn được cái sự giàu sang thì Đức Phật dạy mình cần phải giữ giới, không lấy trộm cắp của ai, mà còn phải biết bố thí, còn phải biết cúng dường. Cũng như vậy, khi mà mình bố thí đến một cái người còn tham sân si thì cái công đức nó sẽ không lớn. Còn nếu mình bố thí đến một cái bậc không còn tham sân si thì công đức lớn gấp ngàn vạn vô biên vô số lần. Chính vì vậy, khi mình cúng dường lên Đức Phật, mình phải hiểu rằng đây là một bậc không có tham sân si, là bậc xứng đáng để cho mình cúng dường. Hay là mình cung kính Phật vậy, cung kính cái sự vô tham, vô sân, vô si ấy. Đấy chính là cái phước này, đấy là công đức, đấy là cái sự lợi ích của cái việc mình đi chùa, mình tạo ra được công đức phước này từ đó. Rồi mình muốn an vui thì gia đình hạnh phúc thì Đức Phật dạy là không tả dâm. Mình muốn có được cái sự tin tưởng của mọi người, được mọi người kính nể, được mọi người kính trọng, được cái tiếng tốt đồn xa, có được cái danh tiếng, thì người ấy cần phải sống bằng cái hạnh chân thật, không có lừa dối, không có nói những cái lời dối trá, không có nói những cái lời thô tục, không có nói những cái lời độc ác, không nói những cái lời nhảm nhí. Như vậy mình có được cái trí tuệ thông minh. Muốn mong cầu điều ấy thì mình không uống rượu, không dùng các cái chất say nghiện thì mình sẽ đạt được điều ấy. Đấy là mình để đi chùa để mình học những cái lời dạy ấy, để ôn lại những cái lời dạy ấy, để ghi nhớ những cái lời dạy ấy, để thực hành những cái lời dạy ấy, để cho cái tâm của mình nó thấm nhuần những cái giáo pháp, những cái lời dạy của Đức Phật, để nó giảm bớt những cái phiền não, nó giảm bớt những cái ô nhiễm đi. Như vậy khi mà mình trồng một cái cây gì xuống một cái mảnh đất thì mình cần phải chăm sóc cho nó, mình cần phải làm những cái cỏ dại, mình cần phải diệt trừ những cái cỏ dại đi, thì cái cây ấy nó mới sinh trưởng, nó mới phát triển, nó mới có thể cho được những cái kết quả như mình mong cầu được. Cũng như vậy, mình muốn cho
cái cuộc sống của mình được an vui, có những cái phước lành, có công đức, có trí tuệ, thì mình cũng cần phải làm những cái cỏ dại ở trong nội tâm. Đó chính là những phiền não, đó là những cái tham lam của mình, đó là những cái tâm tham ấy cần được diệt trừ đi. Những cái tâm ngã mạn của mình cần phải được diệt trừ đi. Khi mình cung kính đảnh lễ Đức Phật thì mình sẽ hạ thấp cái mình xuống. Mình biết rằng Đức Phật là bậc tối thượng tôn cao cả, đáng cung kính. Vậy cho nên là mình không có ảo tưởng, không ngã mạn, không cho rằng mình là một cái bậc to lớn không ai sánh bằng. Đấy, mà thực ra mình là một cái gì đó còn rất là phàm phu, còn rất là khổ đau, còn rất là nhỏ bé. Thì vậy cho nên mình còn phải học hỏi, mình còn phải tích lũy, mình còn phải nỗ lực cố gắng rất nhiều, tích lũy công đức rất nhiều, cố gắng nỗ lực trong cái sự tu tâm học đạo để diệt trừ những khổ đau. Mình còn ở trong cái biển, cái sông mê bể khổ, cho nên mình vẫn phải nỗ lực cố gắng nhiều để mà thoát ra khỏi cái sông mê bể khổ của cái cuộc đời phiền não khổ đau này. Mình biết rằng mình đang sống trong cuộc đời phiền não khổ đau, và Đức Phật là bậc đang chỉ đường dạy cho mình đi ra khỏi cái sông mê bể khổ, cái cuộc đời phiền não khổ đau ấy. Đấy là vì vậy nên là mình còn phải nỗ lực cố gắng, chứ mình không tự hào, không ngã mạn đối với tài sản, đối với danh vọng, đối với những cái mà mình đang có. Nó chỉ là những cái rất tầm thường, không có cái gì đáng để cho mình ngã mạn cả. Hay là mình là cái người còn có những cái sân hận, còn có những cái ác ý, còn có những phiền não, còn có những cái tà kiến, còn có những cái si mê, còn có những ngu si, còn có nhiều những cái điều tối tăm không hiểu biết. Thì mình cần phải học cái giáo pháp của Đức Phật để mình tăng trưởng cái sự hiểu biết lên, tăng trưởng cái tri thức lên, tăng trưởng cái chánh kiến lên, tăng trưởng cái trí tuệ lên. Thì đấy là cái mà mình cần phải nỗ lực để mà học hỏi như vậy. Thì khi mình đi chùa là như vậy, để vừa là chùa, vừa là cái nơi, là cái mảnh ruộng phước đền để cho mình gieo tạo những cái công đức, để mình gieo tạo những cái phước lành, vừa là cái ngôi trường để cho mình học những cái đạo lý, vừa là cái nơi để cho mình tu luyện, để cho mình có thể tu tâm, để mình diệt trừ những cái phiền não, để diệt trừ những khổ đau, để gieo những cái nhân lành, để gieo tạo những cái phước lành, để được hưởng những cái công đức ấy, để được hưởng những cái phước lành ấy ở trong đời vị lai. Với một cái người có đức tin khi mà đi chùa thì nó sẽ khác với cái người mà không có đức tin. Vậy nên là một cái cần phải có cái niềm tin. Thứ nhất là mình có niềm tin rằng Đức Phật là một bậc giác ngộ, Đức Phật là bậc đã đoạn trừ hết phiền não, Đức Phật là bậc đạo sư chỉ đường cho một người, cho chúng sinh đi đến cái an vui thoát khổ đau, đi đến cái sự đi đến niết bàn, đi đến sự giác ngộ giải thoát. Như vậy mình cần phải có niềm tin về nhân quả, về nghiệp báo, về cái sự luân hồi tái sinh. Khi mà có cái niềm tin như vậy, mình tin rằng chết rồi mình sẽ đi tái sinh về những cái kiếp sống khác. Vậy cho nên mình sẽ nỗ lực trong một cái kiếp sống ngắn ngủi này, mình sẽ tạo ra nhiều cái công đức, tạo ra nhiều cái phước lành, để mình sẽ được hưởng cái công đức, cái phước lành đấy ở trong tương lai. Thì cũng có những người nhờ có cái công đức khi đi chùa như vậy, mình luôn tưởng nhớ đến Đức Phật, cái tâm thành kính cung kính Đức Phật, đến khi chết đi, cái tâm của mình còn nhớ đến hình ảnh Đức Phật, còn nhớ đến giáo pháp, còn nhớ đến hình ảnh chư Tăng, còn nhớ đến những cái thiện nghiệp mà mình đã tạo ra. Nhờ cái tâm còn nhớ đến những công đức phước này, những thiện nghiệp ấy, mà mình có thể được sinh về những cõi lành, mình sẽ không bị rơi vào những cái cõi khổ đau như là địa ngục, ngã quỷ hay súc sinh. Những người nào
mà cái tâm của mình còn phiền não nhiều, còn tham lam sân hận tà kiến nhiều, mà đến lúc chết, chết với cái tâm ấy thì sẽ đọa vào địa ngục, đọa làm súc sinh hay đọa làm quỷ đói, thì đấy là một cái sự bất hạnh lớn, đấy là một cái sự rủi ro lớn, đấy là một cái sự tai hại lớn nhất mà người đời người ta rất là chủ quan. Người ta chỉ nghĩ rằng làm sao để mình có được cái lợi ích ngay khi còn sống. Người ta chỉ nghĩ rằng làm sao mà mình làm được cái lợi ích gì đó, có đạt được cái lợi ích gì đó ngay trước mắt này, ngay hiện tại này, ngay thực tế này. Chính vì người ta chỉ có nghĩ đến cái lợi ích ở trước mắt ấy, cho nên người ta sẵn sàng làm những cái điều xấu xa, tội lỗi, nhưng sẵn sàng sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Mà người ta không có nghĩ đến cái hậu quả, đến cái quả báo khổ đau của những cái việc làm tội lỗi ấy. Bởi vì người ta không biết được khi chết rồi sẽ đi về đâu. Còn Đức Phật là bậc giác ngộ thấy rõ được với một cái người tạo những tội lỗi ấy khi chết sẽ đi về đâu. Nên Đức Phật mới khuyên răn chỉ dạy mình hãy từ bỏ, hãy tránh xa, đừng có làm việc ấy, đừng có tạo những cái ác nghiệp ấy. Và Đức Phật thấy rõ được ngoài cái thế giới này có rất nhiều cái cõi sống khác nhau, ngoài cái cõi đời, ngoài cái cõi người này còn có những cõi thiên giới từ thấp đến cao, còn có những cõi an vui thủ thắng. Những người nào tạo những cái ác nghiệp thì sẽ đọa vào cõi khổ đau, những người nào tạo thiện nghiệp thì sẽ được sinh về cái cõi an lành, như trở lại sinh lại làm người thì sống lâu mạnh khỏe an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ, có những điều mình mong muốn, hoặc là sinh về các cõi trời trở thành các vị thiên thần, các vị chưa các cái vị thần tiên ở các cái cõi thiên giới khác nhau. Đấy là một cái người mình phải có niềm tin như vậy, và mình có niềm tin rằng có cái sự khổ đau sinh tử và có cái con đường giải thoát khổ đau sinh tử. Và Đức Phật giảng dạy, chỉ dạy cái con đường để đi đến sự chấm dứt khổ đau, sự giải thoát khổ đau sinh tử. Vậy khi mà mình được nghe một cái bài kinh, mình được nghe một cái thời pháp, mình gieo vào trong tâm mình những cái tâm nguyện, tức là khởi lên một cái ý muốn mong cầu, mong muốn cho mình được đi được đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Vậy với một cái người hiểu sâu sắc về đạo Phật, về Phật pháp, khi người ta làm bất cứ một việc gì, người ta cũng nguyện là cầu mong cho con được giải thoát khổ đau, cầu mong cho con được giác ngộ chân lý, cầu mong cho con được đoạn trừ hết phiền não, cầu mong cho con được chứng ngộ niết bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử. Thì đấy là một cái người có hiểu đạo, có cái tâm nguyện được hướng đến cái sự giác ngộ, thì người ta làm cái việc gì, khi người ta lễ Phật, người ta cũng khi nguyện đầu tiên là người ta nguyện như vậy, người ta chỉ nguyện cầu mong cho con đoạn trừ được những cái phiền não khổ đau, cầu mong cho con được giác ngộ chân lý, giải thoát khổ đau. Và người ta cái tâm người ta luôn hướng về cái sự giác ngộ, hướng về cái sự giải thoát, thì cái người ấy trong tương lai có thể, nếu như người ấy nỗ lực tu tập ở trong hiện tại, người ta có thể đạt được cái sự giác ngộ giải thoát ngay ở hiện tại này. Hoặc là những người ấy trong kiếp sau, người ta sẽ luôn luôn gặp chánh pháp và người ta sẽ đi đến niết bàn và giải thoát khổ đau, có thể ở hiện tại hoặc có thể ở tương lai. Những người có nguyện vọng như vậy, có cái tâm nguyện như vậy thì mới xa lìa được khổ đau, thì người ta mới không đắm nhiễm vào những cái dục lạc ở trên thế gian, ở cái cõi nhân thiên. Dù cho ở thế gian này người ta có nhiều danh vọng, tài sản, chức quyền, người ta không đắm nhiễm, hay người ta có sinh vầy các cõi trời, thiên giới, thần tiên, người ta có hưởng những cái phước lành, người ta cũng không đắm nhiễm, mà người ta vẫn hướng về cái sự tu tâm, vẫn hướng về cái sự giác ngộ, thì đấy mới là cái pháp môn cao quý, mới là cái pháp môn cao thượng, mới là những cái lời dạy tối thượng của Đức Phật. Đức Phật muốn hướng đến mọi người đến cái con đường an vui tuyệt đối, đến cái sự giải thoát khổ đau tuyệt đối như vậy.
Thì những cái gì Đức Phật đã đạt được thì Đức Phật cũng mong muốn cho tất cả mọi người đạt được. Những cái gì mà Đức Phật cảm thấy là có lợi ích thì Đức Phật cũng muốn hướng cho mọi người đạt được cái sự lợi ích ấy. Mà vì trong dân gian khi mà cái tư tưởng, cái cách sống của thế gian đối với cái tư tưởng của Đức Phật thì nó có cái sự trái ngược nhau rất nhiều. Với người thế gian thì luôn luôn chỉ muốn nghĩ đến cái lợi ích ở trước mắt, ở hiện tại, và không có rất ít người có cái tâm mong cầu giải thoát giác ngộ hay nghĩ đến cái lợi ích ở cái sâu xa về sau. Vậy cho nên có rất nhiều người, người ta đi chùa với cái tâm rất là si mê tà kiến, người ta hiểu rất là sai trái đối với giáo pháp của Đức Phật. Và vì vậy cho nên là người có chùa chiền thì có rất nhiều, nhưng mà rất là nặng về những cái nghi lễ mê tín mê muội tà kiến, không có lợi nào, không có lợi ích gì cả, nó không đúng với tư tưởng giáo pháp của Đức Phật. Thì với những người đi chùa với cái tâm lý như vậy, với cái tư tưởng như vậy, với cái hình thức như vậy, sẽ không có lợi lạc gì, không có lợi ích gì. Giống như là những cái người đi vào trong núi vàng nhưng không mang được vàng châu bạc châu báu về, mà chỉ mang đất đá về mà thôi. Như vậy mình chỉ đến mình cầu xin quả mà mình không gieo nhân. Như người ra cái mảnh ruộng ấy, mình chỉ có đứng đấy cầu là mình bảo mình mệnh lệnh cho cái đất này sang năm cần phải mọc cho tôi cái quả này quả kia, nên sang năm mình ra đấy thì chỉ có cỏ dại mà thôi. Như vậy khi mình đến chùa mình giao Phật là phải ban cho con này kia, thì khi mình về nhà mình cứ ngồi đấy mà chờ chẳng có gì cả. Nhưng mà với một cái người có trí tuệ khác, khi đi chùa biết tạo phước như vậy, phước sinh ra từ cái tâm thành kính, phước lành sinh ra từ cái khi mình nghe pháp, phước lành sinh ra từ cái sự tụng kinh lễ Phật, phước lành sinh ra từ sự cúng dường tam bảo, phước lành sinh ra từ cái sự thọ trì tam quy ngũ giới, phước lành sinh ra từ cái sự học đạo tu tâm, làm sao để cho mình diệt trừ được những ô nhiễm phiền não. Thì cội nguồn, cội gốc của tất cả những cái sự khổ đau nó cũng từ ở trong chính cái nội tâm của con người. Cội nguồn của tất cả những cái khổ đau nó cũng, của những cái sự an vui nó cũng chính là từ cái nội tâm của con người. Thì cũng từ tâm của mình có thể tạo ra địa ngục, từ tâm của mình nó có thể tạo ra thiên đường, tâm của mình nó sẽ tạo ra sự khổ đau, tâm của mình nó sẽ tạo ra sự an vui. Cứ khi nào tâm của mình có nhiều tham lam, có nhiều sân hận, nhiều si mê tà kiến, thì những cái mức độ tham sân si ấy nó có mạnh có yếu khác nhau. Cho nên là con người ta sẽ có cái mức độ thiện ác khác nhau. Có những người thì làm những cái việc ác ở mức thấp, có những người làm cái việc ác ở những cái mức rất là cao, rất là lớn. Thì đó chính là cái tâm ác mà không được diệt trừ. Người ta có cái tâm tham nhưng người ta không biết cách đối trị với tâm tham ấy. Người ta có tâm sân mà người ta không biết cách nào để chế ngự tâm sân ấy. Người ta có cái sự si mê tà kiến mà không biết cách đối trị. Chính vì vậy những cái tâm tham sân si ấy nó tăng trưởng lên từng ngày tháng, nó khiến cho cái người ấy bộc phát ra lời nói nào cũng đầy dẫy tham lam, đầy dẫy sự sân hận si mê. Khi nó bộc phát ra thành những cái hành động, cái việc làm nào cũng là việc làm hướng đến cái lòng tham, cái việc làm nào cũng là hướng đến sân hận, cái việc làm nào cũng là hướng đến si mê. Đấy là cái người đang tạo ra cái sự bất hạnh, đang tạo ra sự khổ đau. Cái người đấy thì không ai cứu được, chỉ có bản thân mình. Và khi nào mình tỉnh ngộ ra, mình nhận thức ra được rằng mình cần phải từ bỏ những tội lỗi này, cần phải bỏ những cái ác ý này, cần phải bỏ những cái gạt bỏ đi những phiền não này, thì lúc đấy mình mới có thể chấm dứt được khổ đau. Cho nên là còn khi mà một cái người có cái sự tu tập về nội tâm thì nó sẽ đối trị, nó sẽ diệt trừ được tất cả những cái sự khổ đau này trong nội tâm. Vậy cho nên là với một cái người có học đạo, để mình biết được cái pháp Đức Phật dạy gì, sau đó mình cần phải có cái sự tu tâm bằng
ở nhiều cái mức độ khác nhau. Như đệ tử của Đức Phật Đà phải luôn luôn tỉnh giác, không nuộn ngày hay đêm, tưởng Phật Đà thường niệm. Mình luôn luôn tưởng nhớ đến Đức Phật, Ngài là bậc đã đoạn trừ hết tham sân si, nên Ngài xứng đáng là bậc, xứng đáng được cúng dường. Nam mô Phật, Nam mô Phật. Khi mình niệm như thế, mình niệm đến Nam mô Phật, Nam mô Phật, thì mình phải biết rằng Đức Phật là vô tham, vô sân, vô si vậy. Ngài là bậc chánh giác, Ngài là bậc giác ngộ chân lý, Ngài là bậc có tự lòng từ ái, có trí tuệ vô cùng, có lòng từ bi bác ái vô lượng vô biên. Thì khi mình tưởng nhớ đến Đức Phật là mình tưởng nhớ đến lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật như vậy, tưởng nhớ công đức phước lành cao thượng của Đức Phật như vậy. Đấy là mình đang niệm Phật, thì phiền não nó sẽ giảm bớt đi. Phiền não giảm bớt thì khổ đau tiêu trừ. Mình niệm đến giáo pháp của Đức Phật, mình tưởng nhớ đến những cái bài kinh của Đức Phật ấy. Giáo pháp Đức Phật chỉ dạy những cái điều thiện lành, chân chánh, đem lại cái sự an vui, thoát khổ đau thôi. Hay tưởng nhớ đến chư Tăng và đệ tử Gotama phải luôn luôn tỉnh giác, không nuộn ngày hay đêm, tưởng giáo pháp thường niệm. Đệ tử Gotama phải luôn luôn tỉnh giác, không nuộn ngày hay đêm, tưởng tăng già thường niệm, tưởng nhớ đến giáo pháp, tưởng nhớ đến chư Tăng. Thì với những bậc xuất gia tu hành, đó là những cái bậc từ bỏ những cái ác nghiệp ở thế gian, chỉ có thực hành theo những cái hạnh thiện này. Đó là chúng Tăng, đệ tử của Đức Thế Tôn, là những cái bậc chân chánh, là chúng Tăng, đệ tử Đức Thế Tôn, những cái bậc ngay thẳng, là chúng Tăng, đệ tử của Đức Thế Tôn, là những bậc đang tu tập để đoạn trừ phiền não tham sân si, chứng đắc thánh đạo thánh quả, là chúng Tăng, đệ tử của Đức Thế Tôn. Nên các vị chúng Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở thế gian này. Khi mà một cái người mình có tưởng nhớ đến ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng như vậy, mình mới khởi lên cái tâm cung kính đối với Phật, cung kính đối với Pháp, cung kính đối với chư Tăng. Ấy là mình cần phải tưởng nhớ như vậy, chứ mình không nghĩ rằng Phật cũng là những cái người như con người, cũng tham sân si, cũng hơn thua mình. Chỉ cần cho Phật quả chuối thì Phật sẽ ban cho mình những cái gì mình mong cầu. Rồi Pháp vậy, Tăng vậy, cũng là con người bình thường như con người khác. Thì mình hiểu như vậy thì đấy là một cái tâm mê muội ngu si, mình sẽ tạo ra rất nhiều tội lỗi ác nghiệp. Nếu như mình, nếu như với một cái người mình đi chùa mà mình không hiểu về Phật, không hiểu về Pháp, không hiểu về Tăng, hoặc là mình hiểu một cái sự hiểu nông cạn như vậy, một cái sự hiểu theo cái nối của người đời như vậy, mình không những không tạo ra công đức phước này mà còn tạo thêm tội lỗi. Nếu như mà mình chỉ cần có một cái tâm khinh thường Phật, coi Phật như là một cái người bình thường, mình có một cái tâm, một cái ý nghĩ, hay một cái lời nói, hay một cái việc làm gì đó xúc phạm đến Phật, xúc phạm đến Pháp, xúc phạm đến Tăng, thì cái tội lỗi ấy sẽ lớn vô cùng tận, cũng như vậy, nếu như mình có một cái tâm thành kính với Phật Pháp Tăng, mình tạo ra cái công đức phước này lớn vô cùng tận. Nhưng mình chỉ có một cái ý nghĩ, một cái lời nói hay một cái hành động khinh thường, phỉ báng hay là xúc phạm đến Phật Pháp Tăng, thì mình sẽ tạo ra một cái tội lỗi lớn vô cùng tận. Đấy là ở nơi mình, khi mình đi chùa là thế, mình có thể dễ dàng, rất dễ dàng tạo ra phước này, nhưng cũng có thể rất dễ dàng tạo ra tội lỗi nếu như mình không thận trọng. Thì đấy là cái mà mình cần phải lưu ý, cái mà mình cần phải thận trọng. Như vậy phước cũng từ đấy mà ra, tội cũng từ đấy có thể sẽ sinh ra nếu mình không biết cách mình tránh. Nên là cái cách này đi chùa cần phải có cái sự hiểu đúng về Phật như vậy, thì cái việc đi chùa ấy mới có lợi lạc, mới có lợi ích. Vậy thì cái phước lành lớn nhất, cái lợi ích lớn nhất, đó chính là một cái người biết biết tu tập về trong cái nội tâm, mà tất cả những lời dạy của Đức Phật chỉ hướng đến
chỉ hướng đến cho những người khác biết cái cách tu tập nội tâm, vì cội gốc của tất cả cái sự an vui từ trong nội tâm mình. Vậy nên là mình hãy tưởng nhớ Phật Pháp Tăng là cách tu tập nội tâm, tưởng nhớ đến cái giới hạnh của mình. Nếu như mà mình có giữ giới quả thật, các giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối, không uống rượu, ta đã thọ trì, ta đã không vi phạm, ta đã hoan hỷ với những cái sự giữ giới của mình, thì cái tâm sẽ được thanh tịnh. Khi mà một cái người ấy, mình luôn luôn tưởng nhớ đến những cái việc nào mình đã từng bố thí, đã từng cúng dường, mình hãy tưởng nhớ lại rằng là thật là lợi lạc cho ta, thật là lợi ích cho ta. Giữa cái thế gian này rất là bỏn xẻn, rất là san tham, nhưng ta đã bố thí, ta đã có, biết làm cái việc thiện, ta đã biết bố thí, biết cúng dường với những cái thiện nghiệp, với công đức này sẽ đem lại cái lợi lạc, sẽ đem lại cái lợi ích cho ta, và mình luôn luôn hoan hỷ với những cái thiện nghiệp mà mình đã tạo ra ấy, thì đó là cái cách tu tâm. Từ cái sự tu tâm ấy khiến cho tâm mình, cái tâm bòn sẻn của mình nó tiêu trừ đi, cái tâm buông xả, cái tâm bố thí, cái tâm thiện của mình nó tăng trưởng lên. Như vậy, đệ tử Gotama phải luôn luôn tỉnh giác, không luôn ngày hay đêm tưởng sắc thân, tưởng thường niệm. Và mình cần phải luôn luôn có cái sự quán tưởng rằng ta chắc chắn sẽ phải già, không thoát khỏi cái già. Mọi người soi gương nhìn lại mặt mình xem mà còn trẻ không? Ta chắc chắn sẽ phải bệnh, không tránh khỏi bệnh. Mình thử xem mà một năm vừa rồi mình đã uống bao nhiêu thuốc, đi bệnh viện bao nhiêu lần mình phải ốm đau. Và mình luôn luôn phải tưởng niệm rằng chắc chắn ta sẽ chết, không tránh khỏi cái chết. Đấy là một cái mình luôn luôn phải ghi nhớ, phải tưởng niệm về cái xác thân này. Và tất cả những cái gì yêu quý nhất rồi nó cũng sẽ xa lìa ta. Không có cái gì nó sẽ không có một cái yêu sự gì ở trên đời, dù mình có yêu quý đến đâu mà nó sẽ sống mãi với mình, nó sẽ ở mãi với mình. Mọi sự vật đáng yêu nhất rồi nó cũng sẽ xa lìa ta, nó sẽ ra đi, nó sẽ bị mất mát đi, chứ nó không có ở mãi với ta được. Và những cái nghiệp thiện ác gì mà ta đã làm thì ta sẽ thừa tự những cái nghiệp ấy. Đó là những cái mà mình luôn luôn cần phải tưởng niệm. Mình luôn luôn phải tưởng niệm. Vậy mình hãy luôn luôn tưởng niệm rằng cái thân này là hôi thối, cái thân này là bất tịnh, cái thân này nó sẽ phải chết, mạng sống này nó sẽ chấm dứt trong cái chết. Chắc chắn ta sẽ chết, 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 chết. Luôn luôn phải niệm như vậy. Mỗi khi mà sắp đến Tết về thì trên đài người ta Tết đến rồi, thì mình phải niệm là chết đến rồi, chết sắp đến rồi. Thường xuyên phải niệm như vậy để cho nó tỉnh giác lên, để cho nó thức tỉnh ra. Mỗi năm Tết đến xuân về, mỗi năm già chết cận kề ở bên đó. Thì luôn luôn niệm như vậy, chứ mình đừng có thấy một cái mùa xuân nó đến mà mừng, mà luôn luôn mình phải thấy rằng mỗi một mùa xuân nó đi qua là cái già, cái chết nó đang đến gần. Đấy là cái mình cần phải tưởng niệm, đấy là cái cách tu tâm, đấy là cái để cho phiền não của mình nó giảm bớt đi, cho cái tham ái của mình nó bớt đi. Nó tham ái với tài sản. Thì nó biết là tài sản mình không mang đi được sau khi chết, tham ái với người thân không đi cùng với mình sau khi chết. Tất cả nhà cửa hay danh vọng hay bất cứ cái gì nó không đi cùng với mình sau khi chết. Vậy nên là mình cần phải tưởng niệm về cái sự chết như vậy, để cho mình buông bỏ, để cho mình buông xả, để mình không tham đắm, để mình không ái nhiễm với bất cứ cái gì trên đời, thì mai mốt mình chết đi nó mới tự tại, nó mới an vui, mình mới đi đến cái cảnh giới thần tiên, mình không đọa vào ngã quỷ, không làm quỷ đói để coi nhà. Như vậy thì mình biết tu tâm như vậy thì nó tạo ra công đức. Từ những công đức ấy mình mong muốn, mình mong cầu cái gì thì mình sẽ được cái đấy. Ví dụ như là khi mình lễ Phật tụng kinh, mình nguyện là cho con chứng ngộ niết bàn, thì sau này mình chứng ngộ niết bàn, mình nguyện là cho sau này con được sinh về các cõi thiên giới, thì sau này mình sẽ sinh về các cõi thiên giới. Mình nguyện là sau này cho con sinh lại làm người, thì mình sẽ sinh làm người.
Còn nếu như một người không biết làm phước, không biết tu tâm, thì sau này người ta chỉ có sinh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, rất là khổ đau. Người không đi chùa, người ta không tạo được phước, người ta không biết, người ta sống với phiền não, rồi người ta sẽ hưởng hết những cái phước của những kiếp trước đã làm, rồi sau này người ta sẽ rất khổ đau. Vì vậy đi chùa sẽ tạo ra được nhiều, rất nhiều công đức phước này, nếu như mình đi chùa đúng, đúng pháp. Và chỉ có những cái chùa biết giảng dạy, có giảng dạy Phật Pháp, mình mới hiểu được đúng Phật Pháp. Còn có rất nhiều ngôi chùa không giảng dạy Phật Pháp, mình chỉ đi chùa như những kẻ mù, không biết tạo phước hay đang tạo tội, thì mình sẽ không tạo ra được nhiều công đức phước này, thậm chí còn tạo ra rất là nhiều những cái điều vô minh, tà kiến, mê muội. Thì đấy là cái nợ nạp nợ ích, hay là hàng ngày mình cần phải biết tu tâm bằng nhiều cách, hay là mình cần phải thực hành cái lòng từ ái. Mình luôn luôn khởi lên cái tâm là cầu mong cho tôi được an vui hạnh phúc. Khi mình khởi lên một cái niệm như vậy thì mình cũng khởi lên cái niệm ấy với tất cả mọi người, cầu mong cho tất cả mọi người được an vui hạnh phúc, cầu mong cho mọi người được an vui hạnh phúc. Khi mà mình khởi lên cái tâm như vậy, mình sẽ luôn luôn có cái tâm hoan hỷ, có cái thiện cảm với tất cả mọi người, không có ác ý với ai. Thì đó là cái cách tu tâm để đoạn trừ đi những cái tâm sân hận ác ý. Hay là khi mà luôn luôn quán rằng là mọi cái trên đời này có sinh phải có tử, cái thân này có sinh ra phải có già có chết, mọi cái nó phải có cái lẽ vô thường, sinh diệt, không có cái gì nó trường tồn mãi mãi. Cuộc đời này là vui ít khổ nhiều. Cái thân này nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Mình thức tỉnh, mình giác ngộ được như vậy thì trí tuệ mình tăng lên, phiền não nó sẽ diệt trừ. Vậy thì hàng ngày mình cần phải biết ngồi thiền như vậy. Mỗi ngày mình cần phải biết ngồi giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại, hướng tâm về trước cửa mũi của mình này, nhận biết hơi thở vào ra, hơi thở vào biết vào, hơi thở ra biết ra. Và những cái suy nghĩ gì nó khởi lên thì buông bỏ nó đi, buông xả nó đi, chú tâm trên hơi thở, thì cái tâm nó sẽ được định tĩnh, cái tâm ấy nó sẽ bớt đi những phiền não, cái tâm ấy nó sẽ an vui tự tại, nó sẽ không có tham, không có sân hận, không có si mê. Rồi từ những cái tâm thanh tịnh định tĩnh ấy, mình sẽ giác ngộ ra những cái sự thật rằng cuộc đời này là khổ. Mình sẽ giác ngộ ra sự thật rằng cái nguyên nhân của khổ chính là cái tâm tham. Vậy đi chùa đừng có khởi lên tâm tham, đừng mong cầu, mà mình để mình hiểu ra sự thật. Khi nào mình diệt trừ được cái tâm tham thì lúc ấy mình mới thoát khổ. Vậy khi lễ Phật thì mình phải nguyện là mong cho con đoạn trừ được tâm tham, mong con đoạn trừ được tâm tham, chứ không phải là mong cho con có cái này, này cái kia. Mình không nên tâm khởi lên cái lòng tham, mà mình phải khởi lên cái tâm là muốn diệt trừ cái lòng tham ấy đi. Khi nào diệt trừ được cái lòng tham ấy thì mình mới thoát khỏi khổ đau. Mình cần phải hiểu đúng về Đức Phật, hiểu về giáo pháp, hiểu về chư tăng, mình hiểu đúng về cái cuộc đời này nó chịu chi phối bởi cái quy luật nhân quả. Cái sự khổ vui của con người là do những cái lời nói, suy nghĩ và những cái việc làm thiện ác khác nhau. Cái việc làm thiện thì đưa đến sự an vui, cái sự ác thì đưa đến khổ đau. Đấy là hiểu về nhân quả như vậy. Và nhờ cần phải thọ trì tam quy ngũ giới, tụ thực hành các cái pháp thiền để cho nội tâm được thanh tịnh, cho trí tuệ được phát sinh. Đấy là mình đi chùa là mình gieo những cái công đức phước lành, và để mình tu tâm để mình gieo cái trí tuệ của mình, gieo cho cái hạt giống giác ngộ của mình, để mình học tập cái đạo lý, làm tăng trưởng cái trí tuệ, để giảm bớt cái tà kiến ngu si mê muội đi. Đấy mới là cái lợi ích của cái việc đi chùa lễ Phật là như vậy, chứ không phải đi chùa lễ Phật để mình cầu cái này xin cái kia, mà đi đi chùa để mình học, để mình hiểu ra những cái chân lý, những cái đạo lý trong cuộc sống. Thì đấy là cái lợi ích của cái việc đi chùa. Hết cái bài pháp chiều hôm nay.